Ngày 19 tháng 7, các vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2022 đã bước vào tranh tài ở 4 trên 10 môn thi đấu giai đoạn 2 của đại hội, gồm đá cầu, đẩy gậy, bắn nỏ và quần vợt. Ngày đầu tiên thi đấu ở môn bắn nỏ, 58 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung: cá nhân nam, nữ, đứng bắn và cá nhân nam nữ, quỷ bắn. Các đại diện của huyện Bảo Yên, Bắc Hà đã thể hiện sự vượt trội của mình khi xuất sắc giành huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên. Rất là vui được tham dự lần thứ hai mà đã có thành tích cao nhất trong cái loạt đứng bắn. Trong 4 môn thi đấu diễn ra ngày hôm nay, đẩy gậy là môn có nhiều vận động viên tham gia nhất với 153 vận động viên, thi đấu ở 6 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ. Đây là môn thể thao thế mạnh của nhiều địa phương, nên ngay từ các trận đấu vòng loại đã có sự đua tranh kịch tính hấp dẫn. Tôi nhận thấy là các đối thủ cũng tập luyện rất là chăm chỉ và các đối thủ rất là mạnh. Và không khí của Đại hội Thể dục Thể thao thì rất là sôi nổi và rất là quyết tâm ạ. Trong ngày 19 tháng 7, các vận động viên môn đá cầu cũng bước vào tranh tài ở vòng loại với 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Môn quần vợt diễn ra vòng thi đấu đầu tiên ở 3 nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Lúc 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7 tại nhà thi đấu tỉnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 7 sẽ chính thức khai mạc.